Khi mua sữa cho bé, mẹ thường chỉ quan tâm đến hàm lượng DHA, canxi hay vitamin D. Hàm lượng càng cao thì càng tốt cho bé. Nhưng mẹ ơi, thói quen này thực ra chưa hẳn là đúng đâu. Hàm lượng các chất dinh dưỡng cần phải vừa đủ và phù hợp cho từng độ tuổi của bé.